Cô ơi, cô, sao cái tên cô là cô ốc vậy? Cô thích ăn ốc. Cô có bao giờ về về Bến Tre không? Về Bến Tre quê của con á, mẹ con đang bán nhãn á. Chị ngoan quá, cô qua nhà con đi, con chỉ ảo thuật cho con. Cô ơi, cô này nha, ở nhà cô có dành thời gian để chơi với mấy em không? Oppo Smartphone hân hạnh đồng hành cùng chương trình.